Mẹ Vân Quang Long lột trần bộ mặt thật của Linh Lan sau khi có kết quả từ công an khiến cô câm nín. Bố mẹ Vân Quang Long liên hệ công an xác minh nhân thân của Linh Lan là giả mạo, khẳng định cố nghệ sĩ có vợ chính thức tại Mỹ. Vào ngày 19 tháng 4 và cho đến tận sáng nay ngày 20 tháng 4, trên mạng xã hội Facebook đã xôn xao trước một dòng trạng thái dài đến từ tài khoản của mẹ ruột Vân Quang Long, bà Nhâm Thị Tư. Theo đó, bà cho biết gia đình đã làm việc cùng với cơ quan chức năng có thẩm quyền để xác minh nhân thân của Linh Lan, nhân vật nhận là vợ hai của cố nghệ sĩ Vân Quang Long. Bà cho biết, sau khi con trai tôi mất vào ngày 29 tháng 12 năm 2020 tại Mỹ, thì cô Linh Lan đăng cáo phó công khai trả lời phỏng vấn báo chí, tự nhận mình là vợ chính thức hiện tại của Vân Quang Long. Có tên thật là Phan Thị Ngọc Nhi, tên con gái là Lê Helen, mang họ của gia đình chúng tôi. Nhưng theo bà Tư, Linh Lan tên thật là Ngô Thị Trúc Ly, còn tên Phan Thị Ngọc Nhi kia vốn là tên của chị gái ruột Linh Lan. Thậm chí khi kiểm tra tình trạng hôn nhân trên giấy tờ, gia đình nhận ra cô vẫn đang độc thân và không có quan hệ kết hôn với Vân Quang Long. Một chi tiết gây bất ngờ không kém đến từ việc gia đình khẳng định cố nghệ sĩ đã có vợ chính thức, hợp pháp là Hồng Nguyễn, công dân quốc tịch Mỹ cho tới khi qua đời. Theo bà, bé Helen có tên thật là Ngô Mẫn Nhi, được Ngô Thị Trúc Ly, tức là Linh Lan, đứng tên khai sinh với tư cách là mẹ ruột. Bà Nhâm Thị Tư khẳng định gia đình muốn chuyển tiền phúng điếu cho mẹ con hợp pháp là mẹ con Helen nên mới yêu cầu Linh Lan xác định nhân thân. Với xác thực nói trên của cơ quan công an, chúng tôi xin thông báo. Theo Nghị định số 5/1999/NĐ-CP của Chính phủ, trường hợp một người mà sử dụng hai chứng minh nhân dân sẽ vi phạm Điều 19 Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Cô Linh Lan phát ngôn công khai trước công chúng những điều trên, lặp đi lặp lại nhiều lần ngay tại nơi trang nghiêm như trước tượng Phật, trong chùa, trong lễ tang, trên cáo phó, trên báo chí và trên mạng xã hội. Gia đình cô Linh Lan như mẹ của cô, các chị của cô đều biết cô Linh Lan nói sai sự thật, nhưng tiếc rằng họ đã im lặng đồng lõa theo cô ta. Với bất cứ lý do gì thì đây cũng là thông tin hoàn toàn sai sự thật, không phù hợp với tiêu chuẩn đạo đức, vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh dự uy tín của Vân Quang Long và gia đình chúng tôi. Nếu chúng tôi không phát hiện sớm, có thể có rất nhiều những hệ lụy về pháp lý xảy ra sau này. Chúng tôi đề nghị cô Ngô Thị Trúc Ly, tức là Linh Lan, có biện pháp đính chính công khai về những vấn đề này trước công luận và giải thích cho chúng tôi được rõ lý do cô Linh Lan hành động như vậy là gì. Bài đăng này ngay sau đó đã nhận được sự chú ý rộng rãi trên mạng xã hội. Trước đó, khi hội nghệ sĩ muốn giao số tiền từ đêm diễn tưởng nhớ cố nghệ sĩ Vân Quang Long thì có yêu cầu Linh Lan trình giấy khai sinh của bé Helen để nhận tiền, nhưng cô nhất quyết không chịu, lên mạng xã hội và nói rằng mình bị sỉ nhục. Hiện nay trước những thông tin trên, chúng tôi đã liên lạc với Linh Lan và làm rõ. Cô chia sẻ, hiện tại tôi chưa nhận được đơn từ gì liên quan đến tôi, nhưng một khi tôi đã quyết định không thèm nhận tiền phúng điếu từ bên Mỹ nữa, thì có nghĩa tôi đã dứt khoát muốn rửa tay sạch sẽ. Tôi không muốn liên quan đến bất cứ những người đang cố tình hãm hại tôi, cho nên tôi chỉ cần sự bình yên lúc này, không muốn trả lời bất cứ câu gì. Tôi cũng không đòi hỏi danh phận, không đòi hỏi tiền bạc, không tranh chấp bất cứ một tài sản gì, nên tôi không cần phải rước thêm nhiều phiền phức và đau đầu. Bây giờ anh Long mất rồi, con của tôi sinh ra tôi sẽ nuôi. Lúc anh Long còn sống, tại sao lại không xác minh danh tính, cho đến khi anh Long mất đi, xác minh, trong khi tôi không đòi hỏi gì hết. Cùng với đó, xôn xao hình ảnh trùng khớp với lời tố của bố mẹ Vân Quang Long về Linh Lan. Cho đến mới đây, cư dân mạng đã soi ra hàng loạt bằng chứng và tin nhắn trùng khớp với điều mẹ của Vân Quang Long chia sẻ. Theo đó, trên tấm bằng tốt nghiệp của Linh Lan được cô khoe trên trang cá nhân, có để lộ rõ họ của cô là Ngô chứ không phải là Phan. Ngoài ra, trên mạng xã hội còn lan truyền một đoạn tin nhắn nghi vấn Linh Lan đã biết làm rõ danh tính người vợ ở bên Mỹ của Vân Quang Long. Hiện tại, những ồn ào xoay quanh gia đình của cố nghệ sĩ Vân Quang Long và Linh Lan vẫn đang là tâm điểm của sự chú ý dư luận. Linh Lan viết rằng, hôm nay Linh Lan chính thức lên tiếng sẽ không nhận bất cứ một đồng tiền nào phúng điếu trong tiền tang lễ của anh Vân Quang Long ở bên Mỹ. Ái Vân hãy giữ toàn bộ số tiền đó, trang trải cuộc sống, thực hiện những điều mà Ái Vân muốn sử dụng. Ái Vân tức là vợ đầu của Vân Quang Long. Tôi sẽ không có ý kiến gì vì đã quá nhiều muộn phiền và mệt mỏi. Cho nên, sau cái bài đăng hôm nay, tôi yêu cầu Ái Vân không cần phải cử thêm bất cứ người đại diện nào để nói chuyện với tôi, đòi giấy tờ của Helen thì mới được nhận tiền phúng điếu. Cô không chấp nhận việc phải đưa giấy tờ để chứng minh dòng máu của cố nghệ sĩ. Hiện tại thì sự bình yên cho bé Helen là trên hết, nên đừng cố tình kéo dài câu chuyện cho mục đích riêng của mình. Bên cạnh đó, cô cũng nhắc lại vấn đề. Các anh em ở Mỹ đã gửi tiền phúng điếu để cho ba mẹ và ba cháu, nhưng mà mong muốn này không thể nào xảy ra. Đồng thời cô hứa sẽ giải thích sự việc tường tận cho bé Helen khi con lớn. Linh Lan sẽ giải thích cho con gái yêu Helen sau này hiểu rằng số tiền trên, sự qua đời của bà Long đã bị người khác mượn cớ để vùi dập,
cho con bao nhiêu tủi nhục, mẹ và bà Long. Chính vì vậy, bà Long cũng chắc chắn không bao giờ muốn hai mẹ con mình phải ngửa tay nhận số tiền phùng điêu đó trong nước mắt. Cô chia sẻ, Linh Lan còn nhắc thêm cả Hàn Thái Tú, Kevin Trần. Xin lỗi anh Hàn Thái Tú và anh Kevin Trần đã phải dùng uy tín và tiếng nói của anh chị để kêu gọi mọi người khắp nơi gửi tiền phùng điếu trong tang lễ của anh Vân Quang Long ở bên Mỹ. Hai anh chị đã làm bằng tất cả tình yêu thương và bổn phận của mình, mong mọi điều tốt đẹp nhất đến với máu mủ của anh Vân Quang Long. Thế mà mọi chuyện đến ngày hôm nay thì không như anh chị mong muốn. Em xin hết lòng cảm ơn và xin lỗi anh chị. Nhờ anh chị cho em gửi lời xin lỗi đến những ai đã tin tưởng vào sự kêu gọi của anh chị trong những ngày tang lễ tại Mỹ. Cuối cùng, người được cho là vợ hai của cố nghệ sĩ Vân Quang Long bày tỏ mọi chuyện sẽ sớm khép lại để còn tâm trí nuôi con nhỏ trong thời gian tới. Cô nhắn nhủ tới chồng. Em biết anh luôn hiện diện trong cuộc sống của hai mẹ con em. Anh cũng rất hãnh diện về đứa con gái út bé bỏng của mình, luôn được cộng đồng mạng sang rộng vòng tay yêu thương như lúc anh còn trên đời mà anh đã yêu thương bé Helen vậy. Anh linh thiêng hãy phù hộ cho em được khỏe mạnh tinh thần lẫn thể xác để nuôi dạy con chúng ta nên người. Anh linh thiêng hãy bảo vệ mẹ con em trước nanh vuốt của những người xã tâm đang muốn phủ nhận anh là ba ruột của con gái chúng ta. Anh linh thiêng hãy mong cho những người bạn tốt của anh đến cuộc đời của mẹ con em để họ cùng em yêu thương bảo vệ con gái của chúng ta. Hai mẹ con yêu thương anh mãi mãi. Khi nghe tin anh mất, em rất hối hận vì không chịu tha thứ cho anh, hối hận vì mình đã cố gắng mạnh mẽ, chỉ mong anh thay đổi sống tốt hơn cho cái gọi là gia đình nhỏ của mình.